Thanh niên háo hức chở người yêu đi chơi thì vô tình bị đám đông hội đồng. Thì ra là vì lý do này. Chuyện là trong video, có một người đàn ông đang chở người yêu đi chơi thì bất ngờ bị đám đông vây kín lại. Ngay sau đó, anh ta liền bị một người phụ nữ khác xông tới, giật khẩu trang, liên tục chỉ bới. Cô người yêu của người đàn ông cũng bị kéo xuống xe nên đành cố thủ, giữ chặt đầu xe mà úp mặt xuống. Ra là anh ta ngoại tình, đang dẫn bồ nhí đi chơi thì vô tình bị vợ phát hiện. Chính thức nóng máu cũng dẫn theo các chị em bạn bè tới đánh ghen, rồi mới xảy ra tình cảnh như trong video. Các nhân vật chính đang chiến đấu hết mình thì quần chúng xung quanh cũng bận rộn không kém. Người thì giơ camera lên canh góc, người thì vội gọi người quen ra hóng chuyện. Với sự thu hút dư luận không kém các ngôi sao như vậy thì chắc là câu chuyện ngoại tình của cặp đôi này sẽ được lan truyền sang các làng bên nhanh thôi. Nhiều người tỏ ra mỉa mai cặp đôi mèo mã gà đông, nhưng cũng có người tội nghiệp cho chị vợ vì công sức vun vén bao lâu nay. Nhỏ quá nhỉ, mãi mới tìm được cô gái mình muốn chăm sóc suốt đời mà lại bị vợ phát hiện. Tội nghiệp chị gái, cố gắng chăm sóc gia đình để rồi lại bị chồng phản bội. Xung tụ không kém chợ phiên đó nhỉ. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về câu chuyện phức tạp này? Để lại bình luận bên dưới ngay cùng chúng mình nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.